Lê Minh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau cuộc gặp gỡ và những thỏa thuận được ký kết giữa Việt Nam và Philippines được công bố, hai quốc gia này đã ngồi lại với nhau để đi đến thống nhất về việc bảo vệ lãnh hải và phối hợp với nhau để bảo vệ chủ quyền hàng hải. Hôm nay ngày 6 tháng 2, theo giờ Hà Nội, một bức ảnh vệ tinh cho thấy tàu cảnh sát biển Trung Quốc mang số hiệu 5402 tiến hành tuần tra xâm nhập vào các mỏ khí đốt của Việt Nam gần bãi Tư Chính. Nó bị che khuất bởi tàu giám sát nghề cá kiểm ngư 261. Trung Quốc tiến hành tuần tra xâm nhập để khẳng định quyền tài phán đối với các vùng biển tranh chấp. Mặt khác, Bắc Kinh tiến hành chiến lược bao vây trên bộ đối với Việt Nam ở phía Tây và Tây Nam của nước ta. Đây là một chủ đề nóng. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về đề tài này. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Trung Quốc tăng cường kiểm soát Lào. Vâng thưa quý vị, Lào là một quốc gia Đông Nam Á đã gánh chịu một nỗi đau lịch sử vì bị tàn phá bởi vụ ném bom của Mỹ vào những năm 70. Hẳn quý vị không quên dữ liệu lịch sử Mỹ là Mỹ đã ném bom Lào 270 triệu lần như thế nào, khiến nước này trở thành quốc gia bị ném bom nhiều nhất từ trước đến nay. Có khoảng hơn 580.000 phi vụ ném bom xuống Lào từ năm 1964 đến năm 1973, tức là cứ 8 phút lại có một phi vụ ném bom mỗi ngày trong 9 năm. Đây cũng là quốc gia bị ném bom nhiều nhất trong lịch sử sau khi Mỹ thả hơn 2 triệu tấn bom, gấp hàng chục lần so với những gì Israel đã thả trong cuộc chiến tranh Gaza gần đây. Mục đích Mỹ ném bom trải thảm Lào là để cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho quân du kích Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Tờ Newsweek cũng đã phải thừa nhận thông tin này. Lịch sử này cùng với sự bất lợi về địa lý là quốc gia không giáp biển và mưu kế sinh nhai phụ thuộc vào dòng Mekong đã biến Lào thành một nước có nền kinh tế đã và đang bị rơi tự do với nợ tăng vọt, đồng tiền sụt giảm và sự sụp đổ trong chính sách an sinh xã hội. Mặc dù trong nhiều năm qua, Việt Nam đã tài trợ để Lào phần nào có thể là cầm cự và chống đỡ nền kinh tế sụp đổ, nhưng nó không thấm vào đâu với tốc độ tụt dốc của nước này. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã hiện diện với tiềm lực tài chính hơn Việt Nam nhiều và đã chiến thắng trong việc đá Việt Nam ra khỏi vùng ảnh hưởng của Lào. Giờ đây, Trung Quốc thể hiện địa vị thống trị ngày càng tăng đối với Lào trong cuộc cạnh tranh địa chính trị mới nhất. Bắc Kinh với sự mở rộng quy mô của các dự án thủy điện, những khoản đầu tư hiện là điểm thuận lợi cho tác động không đồng đều của những thay đổi mà các dự án này mang lại. Đầu tiên, tiềm năng thu được lợi nhuận không đến kịp thời để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế của Lào. Thứ hai, hệ thống các con đập mới mà Trung Quốc xây dựng đang phá hủy sinh kế ven sông truyền thống. Trung Quốc không quan tâm tới điều gì sẽ xảy ra với người dân và đất nước Lào. Điều quan trọng với Bắc Kinh là thống trị một quốc gia có vị trí dọc theo trục của lục địa Đông Nam Á. Đặc biệt là Lào cũng là một phần của cuộc chiến giành ảnh hưởng mới hơn. Và không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những lĩnh vực mà Trung Quốc có lợi thế lớn hơn Hoa Kỳ. Trong 10 năm qua, làn sóng đầu tư, con người, dự án cơ sở hạ tầng và các khoản vay của Trung Quốc đã thực sự lấn át một quốc gia có lịch sử yếu kém và thụ động cho khả năng giành chủ quyền và đưa ra những quyết định có lợi nhất cho người dân Lào. Việc Trung Quốc rót tiền vào Lào thực chất là có tầm nhìn chiến lược. Bắc Kinh biết tầm quan trọng của Lào xét từ khía cạnh ngoại giao, bây giờ còn cao hơn khi nước này làm chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, một nhóm khu vực chuyên thảo luận các vấn đề như yêu sách tranh chấp của Trung Quốc ở Biển Đông. Nói cách khác, Trung Quốc đang biến Lào trở thành một công cụ để thúc đẩy mạnh mẽ chính sách đường lưỡi bò ở vùng biển tranh chấp nóng bỏng. Khi sự thống trị của Bắc Kinh gia tăng ở Lào, thì quốc gia lo lắng nhất trong việc đối phó với Trung Quốc hẳn là Việt Nam. Siết cổ Lào để đe dọa Việt Nam. Hiện nay Trung Quốc đang đóng vai trò thống trị quyền ảnh hưởng đến Lào trong bối cảnh nền kinh tế nước này sẽ sớm sụp đổ. Lào coi Trung Quốc như là một tia hy vọng cuối cùng, còn Trung Quốc thì một mũi tên trúng hai đích, một là dằn mặt Việt Nam, hai là thúc đẩy chiến thuật răn đe đối với các quốc gia tranh chấp ở Biển Đông. Đối với Việt Nam mà nói, việc Trung Quốc thống trị Lào đe dọa tới an ninh quốc gia vì Việt Nam chia sẻ biên giới dài với Lào và nếu có sự kiểm soát mạnh mẽ của Trung Quốc ở Lào có thể tạo ra áp lực và thách thức an ninh biên giới cho Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam và Trung Quốc có một số tranh chấp lãnh thổ và sự tăng cường vị thế của Trung Quốc có thể tạo thêm áp lực đối với Việt Nam về các vấn đề chủ quyền và biên giới. Đặc biệt là khi Việt Nam và Philippines ký thỏa thuận về an ninh hàng hải, thì Bắc Kinh đã dùng Lào vốn là đối tác truyền thống của Việt Nam để làm quan hệ đối trọng. Nếu Trung Quốc có sự chi phối mạnh mẽ ở Lào, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ với Việt Nam.
Khi đó, mối quan hệ kinh tế và hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Lào có thể bị ảnh hưởng nếu Bắc Kinh chiếm đóng vai trò lớn hơn trong khu vực, do có thể có sự thay đổi trong quyền lợi kinh tế và thương mại. Nhìn rộng hơn một chút, khi Trung Quốc kiểm soát Lào càng chặt thì Việt Nam có thể lo lắng về sự thay đổi trong cân bằng chính trị và an ninh của khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt là việc Trung Quốc thống trị một quốc gia trong khu vực ASEAN có thể tác động đến đồng thuận và sức mạnh đàm phán của ASEAN trong quan hệ với Trung Quốc. Nếu nhìn trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy một vấn đề. Với đường bờ biển dài 3.200 km, nhưng Việt Nam vẫn ở thế ngột ngạt nếu bị gã to con phía Bắc bao vây. Trong nhiều thập kỷ trên các vùng biên giới tranh chấp và lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lược từ phía Bắc qua đường biên giới chung dài 1.297 km. Cuộc chiến cuối cùng mà hai đối thủ lịch sử tham gia vào những năm 1980 được gọi là Chiến tranh Đông Dương lần thứ 3, chứng kiến các lực lượng Trung Quốc tiến hành nhiều cuộc xâm nhập biên giới. Về phía đông của Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa trong nhiều thập kỷ và đã quân sự hóa khoảng 7 thực thể ở quần đảo Trường Sa. Sự xung đột giữa tàu cá và dân quân biển trên biển diễn ra thường xuyên và phổ biến. Hà Nội biết rằng Bắc Kinh không thể nuốt hết toàn bộ Biển Đông ngay lập tức, do đó họ sẽ cắt nhỏ miếng mồi và nuốt từng phần trước khi kiểm soát toàn bộ vùng biển. Nhưng Việt Nam vốn coi Lào và Campuchia là vùng đệm an ninh của mình thì Lào nay đã bị thống trị bởi Trung Quốc, còn Campuchia, nước láng giềng phía tây nam của Việt Nam, có thể cho phép Trung Quốc đóng quân tại căn cứ hải quân Dream mở ra vịnh Thái Lan và có khả năng cung cấp cho Trung Quốc một sườn phía nam trên Biển Đông. Ngay cả khi không có sự hiện diện quân sự thường trực của Trung Quốc ở đó, thì hành động của Phnom Penh cũng đồng nghĩa với việc cho phép một trạm luân chuyển nhỏ có thể được Bắc Kinh sử dụng để giám sát lực lượng hải quân Việt Nam, hầu hết đều đóng gần đó. Đối với Việt Nam mà nói, bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Trung Quốc ở Campuchia hay Lào hay một đồng minh khác của Bắc Kinh sẽ khiến Việt Nam bị đe dọa từ phía Tây và phía Nam. Đứng về góc độ chiến lược, rõ ràng Việt Nam bị Trung Quốc bao vây và họ đang gây ra mối đe dọa toàn diện cho Việt Nam trên cả đất liền và trên biển. Trong tình thế này, Hà Nội vẫn có thể phá vỡ vòng vây hoặc là phải tìm kiếm sự hợp tác quốc phòng mạnh mẽ hơn với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, hoặc có thể tăng cường sức mạnh quân sự của mình mà không cần liên minh chính thức để đảm bảo rằng Trung Quốc không gây ra mối đe dọa cho sự sống còn của Việt Nam. Có một điểm cực kỳ quan trọng trong sách trắng quốc phòng mới nhất của Việt Nam có nêu rõ, Việt Nam kiên trì chủ trương không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào, đứng về phía nước này chống lại nước khác, cho phép nước khác thiết lập căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện các hoạt động quân sự chống lại nước khác, cũng như không sử dụng vũ lực hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các hoạt động quân sự chống lại nước khác. Nhưng cũng sách trắng này đã bổ sung một cảnh báo quan trọng có dòng, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ xem xét phát triển quan hệ quốc phòng và quân sự cần thiết phù hợp với các nước khác. Điều này cho thấy chính sách quốc phòng của Việt Nam vẫn có thể điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Mặc dù chính sách quốc phòng của Việt Nam chủ yếu tập trung vào vấn đề lãnh hải, nhưng mà hiện nay Trung Quốc đã chiếm vị thế thống trị ở cửa sau của Việt Nam là Lào và Campuchia. Điều này càng khiến Hà Nội thận trọng và đánh giá tình hình cấp bách hơn. Quý vị thấy đấy, mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là một mối quan hệ phức tạp và thường xuyên gặp rắc rối. Hà Nội và Bắc Kinh từ lâu đã đưa ra các tuyên bố ngoại giao ca ngợi sự đoàn kết về ý thức hệ và các hệ thống chính phủ tương tự. Nhưng trên thực tế thì họ lại bước vào một cuộc tranh chấp lãnh thổ trên biển, các lo ngại về an ninh và cạnh tranh địa chính trị. Khi chính phủ Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn và vượt quá giới hạn trong các thỏa thuận với Việt Nam, Hà Nội đã thực hiện một hành động cân bằng tinh tế với rất ít sai sót. Ngay cả khi chính phủ Việt Nam vẫn giữ các kênh ngoại giao với Bắc Kinh mở, họ cũng tìm cách khẳng định và ủng hộ chủ quyền và các quyền của mình bằng cách đa dạng hóa quan hệ đối tác ngoại giao và tăng cường năng lực của chính mình. Các nhà lãnh đạo Việt Nam phải đối mặt với những quyết định mang tính hệ quả trong vài năm tới. Cách họ điều hướng những lựa chọn này sẽ là cách thức quan trọng để đánh giá cách các nước láng giềng của Trung Quốc phản ứng trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh. Có rất nhiều sự khác biệt trong quan hệ ngoại giao và chính sách đối ngoại của hai nước, nhưng quan trọng nhất là Việt Nam thì sẵn sàng làm bạn với tất cả, nhưng Trung Quốc thì biến tất cả thành kẻ thù vì chính sách ngoại giao sói lang của mình. Nói về chiến lược lâu dài, việc Trung Quốc sẵn sàng tấn công láng giềng yếu hơn để đạt được mục tiêu nào đó cũng mang lại rủi ro cho chính họ. Đó là tiếng nói ủng hộ trên trường quốc tế sẽ không có, nhưng tiếng nói chỉ trích thì sẽ nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Trung Quốc quyết tâm thực hiện tham vọng của mình tới cùng, họ sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến còn đáng sợ hơn, đó là cuộc chiến toàn cầu chống lại Trung Quốc. Trung Quốc đang đợi thời cơ. Như chúng ta đã biết, cuộc bầu cử ở Đài Loan đã không diễn ra theo ý muốn của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh có thể sẽ đợi đến cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm nay để quyết định bước đi tiếp theo. Cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội mà Đài Loan tổ chức vào ngày 13 tháng 1 về nhiều mặt là cuộc bầu cử quan trọng nhất sẽ được tổ chức ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong năm nay. Điều thu hút quan trọng đầu tiên về các cuộc bầu cử ở Đài Loan
là bởi đây là quốc gia nói tiếng Trung Quốc duy nhất có nền dân chủ, và nền dân chủ đó hiện đã có tuổi đời 3 thập kỷ, không chỉ đang tồn tại mà còn đang phát triển mạnh mẽ. Đài Loan chứng tỏ rằng không có gì là không tương thích giữa văn hóa, xã hội hay lịch sử Trung Quốc và hệ thống chính trị được gọi là dân chủ. Tất nhiên điểm quan trọng thứ hai là kết quả. Đài Loan lần đầu tiên bầu ra một tổng thống mới thuộc cùng một đảng chính trị với người tiền nhiệm, và họ đã làm như vậy bất chấp những lời đe dọa và hăm dọa từ người hàng xóm to lớn hùng mạnh chỉ cách eo biển Đài Loan khoảng hơn 100 km mà thôi. Đáng chú ý hơn nữa là vì một đặc điểm quan trọng trong những năm gần đây là căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, với việc Bắc Kinh phái ngày càng nhiều máy bay chiến đấu bay qua lãnh thổ Đài Loan như một công cụ đe dọa, nó đặt ra câu hỏi đối với Đài Loan cũng như các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Nhật Bản, rằng liệu có một cuộc xâm lược hay phong tỏa Đài Loan của Trung Quốc hay không. Trong bài phát biểu trước người dân Trung Quốc vào ngày 31 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng việc thống nhất với Đài Loan chắc chắn sẽ xảy ra, và tất cả người Trung Quốc ở cả hai bên eo biển Đài Loan nên chia sẻ vinh quang trong công cuộc trẻ hóa đất nước Trung Quốc. Đáng lẽ ra, lời tuyên bố phải đe dọa đến các cử tri Đài Loan và từ đó bầu một tổng thống có chính sách mềm mỏng với Trung Quốc, nhưng điều này đã không xảy ra. Thay vì chuyển sang Quốc Dân Đảng, đảng lâu đời nhất và thân Trung Quốc nhất, các cử tri quyết định gắn bó với một đảng dân tiến DPP. Những điểm quan trọng thứ ba, trong cuộc bầu cử, không có đảng nào chủ trương thống nhất với Trung Quốc và cả ba đảng đều chủ trương tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo. Và bất chấp mọi nỗ lực nhằm truyền bá thông tin sai lệch qua Internet và qua các phương tiện truyền thông Đài Loan nhằm làm mất uy tín của chính phủ DPP và thuyết phục cử tri có thiện cảm mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc đại lục, không có dấu hiệu nào cho thấy sự thuyết phục đó có bất kỳ tác động nào. Giờ đây Trung Quốc đang trải qua tốc độ tăng trưởng chậm hơn, giảm phát và tác động của dân số giảm. Sức hấp dẫn của sự giàu có ở thị trường Trung Quốc rộng lớn là không thể cưỡng lại được. Kịch bản rất có thể xảy ra là Trung Quốc sẽ đợi đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 mới quyết định nên làm gì. Họ sẽ tiếp tục cố gắng quấy rối Đài Loan, giống như cách họ làm với quần đảo Senkaku của Nhật Bản và các khu vực ở Biển Đông mà họ tranh chấp với Philippines. Những câu hỏi thực sự mà Chủ tịch Tập Cận Bình phải đối mặt là Tổng thống Mỹ sẽ có thái độ như thế nào? Vào năm 2021 và 2022, Tổng thống Joe Biden đã phá vỡ các công ước hàng thập kỷ của Mỹ bằng cách tuyên bố rõ ràng rằng trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan, Mỹ sẽ can thiệp trực tiếp để bảo vệ hòn đảo này. Kế hoạch tăng cường phòng thủ của Nhật Bản bao gồm việc mua tên lửa Tomahawk của Mỹ và di chuyển khí tài quân sự tới quần đảo Nansei ở gần Đài Loan. Điều này khiến một cuộc tấn công của Trung Quốc trở nên kém khả thi hơn. Tương tự, thỏa thuận của Philippines cho phép Mỹ tiếp cận 9 căn cứ trên các đảo của nước này để phục vụ công tác hậu cần và cho lực lượng Mỹ sử dụng. Nhưng câu hỏi lớn nhất là liệu ai được bầu vào Nhà Trắng vào tháng 11 có quyết định tiếp tục các chính sách này hay không, đặc biệt là cam kết hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp bị xâm lược hoặc phong tỏa. Cuộc bầu cử quan trọng thứ hai cho tương lai của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sau cuộc bầu cử của Đài Loan vào ngày 13 tháng 1 chính là cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Vâng, nói như vậy để thấy việc Trung Quốc dương đông kích Tây hay dùng cây dọa khỉ hiện nay cũng chỉ là một dạng ném đá xem tăm, thăm dò động tĩnh. Trong bối cảnh nước Mỹ đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử, Bắc Kinh muốn tận dụng khoảng trống chuyển giao quyền lực để thực hiện những động thái lớn. Tuy nhiên ông trời lại không an bài cho Trung Quốc cơ hội đó. Đúng thời điểm vàng thì nền kinh tế của họ không những giảm đà tăng trưởng mà một sự sụp đổ domino đang trực chờ. Một phát súng khai hỏa bất kỳ cuộc chiến nào ở thời điểm kinh tế đang chuẩn bị lao dốc sẽ là một quyết định điên rồ, thưa quý vị. Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nóng theo kiểu ăn sổi, do đó không có sự bền vững, lại càng có ít hơn sự tích trữ. Cho nên, việc đối đầu toàn cầu chống lại Trung Quốc là điều không thể. Nó có thể là nước cờ tự sát đối với chính ông Tập và thể chế mà ông ta đang bảo vệ. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Quý vị hãy chia sẻ và bình luận thêm về chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi. Lê Minh xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.